Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 135. Lâm Nhất ngạc nhiên nhìn nàng ta, không biết nữ nhân này đang phát điên vì chuyện gì. Tóm lại là ngươi không được đi. Bùi Tuyết biết mình hơi thất lễ, bèn quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Giọng rất nhỏ, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Ba giới tử mỗi người trấn thủ một nơi, chặn tất cả đường đi, rõ ràng là muốn dồn Lâm Nhất vào trong. Họ cài bẫy chết ở đó, chỉ cần Lâm Nhất xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ chết tại cửa ải thành tứ tượng. Họ rất tự tin, lúc này Lâm Nhất không dám phát sinh xung đột với giới tử, cuối cùng sẽ đi theo con đường mà họ đã cài bẫy sẵn này. Nơi đó có vô vàn bẫy dập do ba giới vực bố trí, chỉ cần Lâm Nhất dám hiện thân thì nhất định sẽ không thể thoát. Đến lúc đó, họ sẽ có cách giải quyết hắn. Lâm Nhất và Bùi Tuyết đều là người thông minh, rất nhanh đã đoán được ý đồ của những tên giới tử này. Nhưng đây là âm mưu, họ cũng không sợ Lâm Nhất sẽ biết. Với Lâm Nhất, quả thật hắn cũng hơi kiêng dè giới tử. Hắn không biết rõ thực lực của các giới tử, chỉ với khí tức kia cũng phải ít nhất là tu vi cảnh giới thiên phách tầng 5, trong 5 vùng khí hải đều có gieo huyết ngọc thánh phẩm. Trong tình huống đấu đơn, dự đoán tốt nhất cũng là cân tài cân sức, sức mạnh ngang nhau. Đây là ý nghĩ lạc quan nhất, nếu các giới tử nắm giữ võ học thánh linh, vậy thì sẽ hơi khó nhằn đối với Lâm Nhất. Đi thôi, đi xem rốt cuộc họ bố trí bẫy chết này cho ta. Trông Lâm Nhất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại lộ ra sát ý lạnh lẽo cùng cực. Nếu như chỉ có một mình, không có gì gò bó, Lâm Nhất đã rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa này từ lâu rồi. Nhưng vì dẫn theo Bùi Tuyết, trung quy vẫn không thể thể hiện, không tiện đánh nhau với giới tử. Nhưng nếu giới tử không có mặt ở đó, đúng là Lâm Nhất không phải kiêng dè gì cả. Chẳng cần biết người bố trí bẫy chết người gì hết, cứ chém một nhát kiếm là được rồi. Đừng ngây ra đó nữa, nếu ta đã cứu được cô thì nhất định sẽ có thể đưa cô ra ngoài. Lâm Nhất tỏ thái độ kiên quyết, không cho phép Bùi Tuyết chối từ, dẫn nàng ta đi về phía thành tứ tượng. Bùi Tuyết cứ lo lắng, buồn bực không vui, chẳng nói lời nào. Nàng ta đoán được loáng thoáng có thể là do mình liên lụy đến đối phương. Trên đường đi, Lâm Nhất gặp một nhóm người. Đối phương nhìn hắn mấy lần bằng ánh mắt thân thiện, không có sát ý, thậm chí sâu trong mắt còn ẩn chứa vẻ hâm mộ. Họ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đến gần, Lâm Nhất bình tĩnh chờ đối phương lên tiếng. Một lát sau hắn mới biết được rằng họ muốn bày tỏ thiện ý, nói cho Lâm Nhất biết giới tử thần U ban bố lệnh truy sát bọn hắn. Hơn nữa còn có bố trí ở cửa thành tứ tượng, đó là một cái bẫy chết, khuyên Lâm Nhất đừng qua đó. Song đối phương nói với Lâm Nhất, mấy ngày nay cao nguyên Hoàng Sa không được yên bình. Ba chiến giới không bắt được Lâm Nhất nên đã trút hết giận lên người những người thường như họ. Họ rất phẫn nộ nhưng không ai bán đứng Lâm Nhất, thậm chí có rất nhiều người phát hiện tung tích của hắn nhưng không đi nhận cái gọi là phần thưởng kia. Tia sáng lạnh lẽo vụt qua trong mắt Lâm Nhất, thảo nào bầu không khí ở cao nguyên Hoàng Sa này lại kỳ quái như thế, trong không khí cứ ngầm ẩn cảm giác ngột ngạt. Hắn cảm ơn đối phương rồi tiếp tục lên đường, khiến đối phương rất kinh ngạc. Sao không thấy ba người La Trấn đâu thế, Lâm Nhất hỏi. Họ trốn lâu rồi, có người bí mật tố giác ba người họ có quan hệ thân thiết với ngươi, tay sai của ba chiến giới đang tìm họ ở khắp nơi đấy, Trần Tầm không để tâm lắm, bâng quơ đáp. Lũ khốn đó. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, trong mắt lập tức thoáng hiện sát ý. Thấy vậy, Trần Tầm nhẹ giọng bảo, ngươi đừng quá lo lắng, dù sao họ cũng là nhân tài kiệt xuất trên bảng thông thiên. Cũng nhận được tạo hóa trong bảo điện Thương Long. Mấy ngày nay thực lực càng ngày càng tăng, những tên tay sai tầm thường ấy chưa phải là đối thủ của họ đâu. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, như vậy rất tốt. Ngươi muốn đi thành tứ tượng à? Ta khuyên ngươi đừng đi, đó là một cái bẫy chết, ba giới tử đã sai người bố trí riêng cho ngươi đấy. Họ nhất quyết muốn bắt được ngươi và vị tuyết mỹ nhân này, Trần Tầm nhìn Lâm Nhất, chậm rãi nói. Bẫy chết. Lâm Nhất lạnh lùng đáp lời, rốt cuộc là bẫy chết của ai vẫn chưa chắc chắn được đâu. Trong lòng hắn tích tụ phẫn nộ, đám người này thật quá đáng, hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của Lâm Nhất. Bố trí bẫy chết cho mình. Cứ chờ xem. Trần Tầm ngây người, hơi ngạc nhiên trước những lời của Lâm Nhất.
Thiếu niên này để lộ vẻ tức giận ít khi thấy trên mặt, trông cũng hơi đáng sợ. Hắn ta nhìn bóng lưng đối phương đi xa, thiếu niên mặc đồ xanh, đeo hộp đựng kiếm, dần dần đi xa trong màn cát vàng cùng với ngựa huyết long, hắn đi rất chậm nhưng không hề do dự chút nào. Sắp trở trời rồi. Hắn ta mơ hồ cảm nhận được sẽ có một cơn bão tố sắp kéo đến, có lẽ ba giới tử vẫn chưa rõ mình đã đánh thức một con quái vật như thế nào. Gió thổi báo giông bão sắp đến, mây đen dày đặc phủ kín khắp bầu trời. Trên cao nguyên Hoàng Sa âm trầm, một bầu không khí nào đó bị đè nén đến cực hạn, mạch nước ngầm điên cuồng phun trào, không ai biết đến khi nó dâng trào sẽ biến thành cơn bão kinh khủng khiếp đến nhường nào. Biên giới thành tứ tượng nối liền với cao nguyên Hoàng Sa vốn là một giao lộ. Qua khỏi giao lộ, đi khoảng nửa ngày sẽ đến thành tứ tượng, nơi đóng quân của một số tông phái siêu cấp. Nơi đó an toàn tuyệt đối, linh khí dồi dào, tất cả nhân tài kiệt xuất đến từ bốn khu vực lớn đều hội tụ tại đây. Có người chuẩn bị cho cuộc chiến sau cùng, có người nhân cơ hội này để trao đổi kỳ ngộ và truyền thừa với nhau, đề cao thực lực trong khoảng thời gian cuối cùng ở con đường thông thiên này. Bất luận là muốn liều một phen ở cuối thiên lộ hay cứ thế mà dừng lại, lặng lẽ chờ đợi cuộc tranh tài vạn giới kết thúc, thành tứ tượng cũng là một tòa thành trì mà mọi người phải đến. Nhưng hiện tại lối vào này đã bị phong bế ngăn chặn, tại lối vào có một thánh đàn cao hàng trăm trượng, đằng sau thánh đàn là một pho tượng khổng lồ cao mấy trăm trượng toát ra khí chất thần thánh vô biên. Đây là năng lực của chiến giới, đây là thủ đoạn của họ, dùng thánh đàn để phong tỏa không gian này. Không có sự cho phép của họ, không người nào được phép tiến vào thành tứ tượng, bá đạo và ngang ngược như thế. Có rất nhiều người đang tập trung trước thánh đàn. Họ đã bị mắc kẹt ở cao nguyên Hoàng Sa một thời gian rất dài, trên mặt sớm đã viết đầy chữ phẫn nộ và nhẫn nhịn. Cao nguyên Hoàng Sa có linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, ở lại đây chẳng những không có lợi mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian ở con đường thông thiên quý báu cỡ nào, có thể tưởng tượng ra những người bị mắc kẹt ở khu vực này khó chịu đến mức nào. Đám đông nghìn nghịt gần mấy vạn, họ muốn xông ra ngoài, tiếng người huyên náo vô cùng ầm ĩ. Trên thánh đàn có bóng dáng lờ mờ, họ lạnh lùng nhìn xuống mọi người bằng ánh mắt đầy khinh thường và châm biếm, sắc mặt hừ hững, không hề có chút cảm xúc nào. Đó là nhân tài kiệt xuất của ba chiến giới, trên người họ tản ra khí tức đáng sợ, ai cũng có ánh mắt vô cùng rét lạnh. Nét mặt ấy khiến người ta phải sợ hãi và kiêng dè. Rốt cuộc các ngươi muốn giam cầm bọn ta đến khi nào? Chúng ta muốn đi thành tứ tượng. Bên dưới có người kêu gào, trong mắt họ tràn đầy lửa giận, bất mãn cực kỳ. Họ đã bị nhốt quá lâu rồi, thực sự không thể chịu đựng được sự giày vò này nữa, kiên nhẫn đã hoàn toàn tan biến, thậm chí không sợ vì thế mà mạo phạm và tấn công trạm kiểm soát do ba chiến giới bố trí này. Láo xược, ai cho phép các ngươi ở đây la lối om sòm đấy hả? Một nam tử môi nhọn của chiến giới thần U lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vẻ đay nghiến ghét bỏ. Thế này không công bằng. Dựa vào đâu mà không cho chúng ta đi qua chứ? Một lũ kiến hôi, ai sẽ quan tâm các ngươi chứ? Cho các ngươi vào thành tứ tượng thì sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ mình có tư cách tham gia cuộc chiến sau cùng à? Biết điều một chút đi, một thanh niên chiến giới thiên cản khác lạnh giọng quát. Khốn kiếp! Thái độ ngang ngược này khiến những người ở bên dưới thánh đàn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa nôn ra máu. Quá bá đạo! Kiến hôi thì sao? Dù có thật là kiến hôi, lẽ nào ngay cả đi vào thành trì như thành tứ tượng cũng không có tư cách ư? Không muốn chết thì cút nhanh lên, một lũ tiện dân hạ giới, tưởng cuộc tranh tài vạn giới này là kỳ ngộ của các ngươi thật à? Các ngươi chỉ là phông nền của mười phương chiến giới bọn ta thôi, cái gọi là địa bảo thiên tài và kỳ ngộ truyền thừa cũng phải đợi khi nào chúng ta không cần, các ngươi mới có cơ hội tranh giành, đừng nghĩ mình là thiên mệnh chi tử gì đó nữa. Các ngươi là một đàn chó. Chúng ta vui thì thưởng cho các ngươi mấy miếng xương. Còn nếu chúng ta không vui, ngay cả phân các ngươi cũng chẳng có mà ăn đâu. Biến nhanh lên đi, đừng ở đây vòng vo nữa, không có mệnh lệnh của giới tử thì không ai được phép đi. Trên thánh đàn, đám người kia tỏ thái độ rất ngông cuồng, thấy những người ở dưới trừng mắt nhìn mình, họ đều lộ vẻ hết sức bất mãn. Một đám tiện dân hạ giới thôi, đúng là được đà lấn tới, hoàn toàn không biết mình là cái thá gì. Ở phía xa, Lâm Nhất và Bùi Tuyết đứng trong góc tối, ngựa huyết long lại biến về hình thái mèo. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng,
hắn đã sớm biết ba chiến giới không coi võ giả của những giới vực khác như con người. Từ lâu đã cảm nhận được trong lòng những người đó đè nén một ngọn lửa, tủi nhục cùng cực, khó chịu vô cùng. Nhưng không thể ngờ đám người này lại bá đạo đến thế, sự ngạo mạn và chán ghét trong mắt không hề che giấu. Ở trong mắt họ, những người bên dưới chính là một đàn gia súc không có danh dự, không có tự do, ngay cả tay sai của chiến giới cũng không bằng, thậm chí còn gọi thẳng là chó, tùy ý sỉ và cười cợt, không kiêng dè chút nào. Đám người này khinh người quá đáng quá đi mất. Má Lâm Nhất co lại, tay phải trong ống tay áo siết chặt run rẩy. Hắn rất khó chịu, mặc dù đã sớm biết vì hắn nên những người này bị nhốt ở cao nguyên Hoàng Sa không thể ra ngoài. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận và sát ý trong lòng vẫn không cách nào kiềm chế được. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, lòng hắn hướng kiếm, hướng tới tự do, không gò bó trói buộc. Nhưng giờ đây trái tim hắn rất ngột ngạt, bị vô số cảm xúc vây lấy, cứ như đang bị nghìn vạn con kiến cắn xé vậy. Người mà ba chiến giới muốn giết là Lâm Nhất và Bùi Tuyết, không liên quan gì đến họ cả. Chặn lối vào, phong tỏa cao nguyên Hoàng Sa thì cũng thôi, giờ còn nhục nhã họ không nể nang như thế, điều này quả thật không thể chịu đựng được, thật quá đáng. Khinh ngươi thì sao, các ngươi là cái thá gì, ai sẽ quan tâm con kiến nghĩ như thế nào chứ? Chúng ta không có thời gian rảnh, nói chuyện với các ngươi đã là thiện ý lớn nhất rồi, nếu là ngày thường thì chúng ta không rảnh nói chuyện với sâu kiến đâu. Một thanh niên mặc áo vàng, người tỏa ánh lửa, mơ hồ toát ra long uy, nói với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Đây là nhân tài kiệt xuất của chiến giới Huyền Long, trong truyền thuyết chiến giới Huyền Long có một con chân long thái cổ thuần huyết, lai lịch của họ khá đáng sợ. Huyết mạch Huyền Long có hung danh hiển hách ở Đại Thế Côn Luân. Không mấy người dám tự ý trêu chọc họ. Chiến giới Thiên Càn, nam tử miệng nhọn lên tiếng đầu tiên lạnh lùng cảnh cáo, ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên vẫy đuôi đi nhanh lên đi, chúng ta không muốn giết chó, nhưng nếu con chó này cứ mãi không chịu dừng thì sẽ phiền lắm đấy. Ha ha ha! Gã ta vừa dứt lời, các nhân tài kiệt xuất của ba chiến giới trên thánh đàn và những kẻ phụ thuộc họ đều cười phá lên. Tiếng cười càn rỡ, bén nhọn đến mức chói tai. Khiến người ta vô cùng uất ức. Ngươi nói ai là chó đấy hả? Đồ khỉ mỏ nhọn. Người của các giới vực lớn bên dưới thánh đàn hoàn toàn nổi giận, trong mắt họ như muốn phun ra lửa. Soạt. Trên thánh đàn, nụ cười trên mặt nam tử miệng nhọn của chiến giới Thiên Càn lập tức biến mất, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, gã ta lạnh giọng nói, sâu kiến, ta khuyên các ngươi nên biết thân biết phận, đừng có quá mức, là chó thì hãy thức thời làm chó. Đừng ép ta phải ra tay tàn sát. Đồ khốn. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, liều mạng với bọn chúng đi, ta không tin chúng ta nhiều người thế này, bọn chúng có thể đỡ nổi. Mấy thanh niên nóng tính không thể chịu đựng được nữa, họ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt. Xông lên, có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Họ đã chịu đủ rồi, giờ đây hoàn toàn bùng nổ. Ai cũng có thực lực bất phàm. Ở giới vực của mình cũng có thể được gọi là yêu nghiệt, ở con đường thông thiên này cũng gặp được kỳ ngộ không nhỏ. Họ phóng thẳng lên trời, trên người mỗi người đều bộc phát khí tức vô cùng kinh khủng, đồng loạt xông về phía thánh đàn. Lấy trứng chọi đá. Đám người trên thánh đàn cười khẩy, tỏ ra khinh thường, trên mặt là vẻ lười biếng, không có ý muốn ra tay cho lắm. Nam tử miệng nhọn của chiến giới Thiên Càn ra tay, gã ta cầm một chiếc roi lửa. Bùng nổ khí tức vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, vùng trời này đã rung chuyển một cách điên cuồng, roi lửa tràn ngập uy áp đáng sợ khiến vùng trời này cũng phải run rẩy. Đây là một loại đạo binh có nguồn gốc sâu xa, mạnh hơn so với đạo khí trong tay người bình thường. Nó tỏa ra uy áp thần văn lúc ẩn lúc hiện, có lai lịch bất phàm, thần văn thượng cổ còn sót lại ẩn chứa sự huyền ảo. Đạo binh thượng cổ. Có người kinh ngạc thốt lên. Sắc mặt tái nhợt, đây là đạo binh có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Dù nó có cấp bậc thấp, không được tính là hoàn chỉnh, nhưng uy áp thần văn còn sót lại từ thời thượng cổ vẫn khiến người ta phải run sợ, nảy sinh cảm xúc tuyệt vọng không thể chống cự. Đúng như đã đoán, chiêu thức võ học tạo hóa mà mấy thanh niên kia thi triển đều bị quất thành bột phấn một cách dễ dàng. Nam tử miệng nhọn nở nụ cười tàn nhẫn, gã ta không giết những người này, cổ tay xoay một cái. Chiếc roi như rắn độc quất vào mặt những người đó, phát ra âm thanh vang dội như tiếng tát,
làm cho họ văng ra xa. Quỳ xuống. Roi lửa lại nhẹ nhàng vung lên, hoàn toàn trấn áp mấy thanh niên, ép họ phải quỳ xuống đất. Ầm. Một bóng người bay vút lên trời muốn cứu những thanh niên này, đó là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao. Hắn ta rất mạnh, thực lực cảnh giới thiên phách tầng 4 đỉnh phong, hắn ta bay tới, người phát ra ánh sáng khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn ta biến ảo khôn lường, thi triển môn loại võ học tạo hóa cấp vương giả cực kỳ cao thâm, muốn phá vỡ không gian giam cầm của nam tử miệng nhọn kia. Ngu xuẩn mất khôn. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, thanh niên mặc áo vàng của chiến giới Huyền Long ra tay. Ầm. Gã ta lấy ra một món bí bảo, đó là một cây trọng xích, thân xích khắc hình long tượng cổ xưa. Ngay lập tức có tiếng rồng vang lên, long uy phun trào làm chấn động cả không gian này. Huyền Long xích. Có người không nhịn được la lên, con người bỗng nhiên co rụt. Huyền Long xích trong truyền thuyết là một loại bí bảo vô thượng của chiến giới Huyền Long, cây Huyền Long xích trước mặt này có thể là hàng giả, nhưng uy lực vẫn không bình thường chút nào. Nhất là long tượng được khắc trên thân xích vô cùng chân thật, làm cho người ta sinh ra ảo giác, tưởng như có một con chân long thức tỉnh. Phụt. Huyền Long xích nhẹ nhàng lướt qua không khí, nháy mắt đã đánh cho thanh niên ra tay kia bay ra xa. Răng rắc, có tiếng xương gãy vang lên, thanh niên này phát ra tiếng rên rỉ, quần áo trên người bung ra, máu chảy đầm đìa, thấy mà giật mình. Trời đất yên tĩnh, bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Lũ tiện dân, hai vị chiến giới đại nhân đã nương tay rồi, các ngươi còn không mau lui ra. Đừng làm hỏng chính sự của các vị chiến giới đại nhân, không thì các ngươi không giữ nổi cái mạng chó của mình đâu. Trên thánh đàn, một nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao phụ thuộc ba chiến giới nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt dữ tợn. Đáng giận. Mọi người tỏ ra uất ức nhưng trong lòng lại thấy bi thương, nhân tài kiệt xuất của chiến giới thật sự quá mạnh. Thực lực của họ quá đáng sợ. Chưa kể đến tu vi, chỉ riêng bảo bối trong tay họ thôi đã khiến người ta cảm thấy bất lực, tuyệt vọng tột cùng. Ngươi, nói ngươi đấy, thằng chó này chẳng biết từ đâu ra, còn không mau lùi lại đi chứ. Gã nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kiêu ngạo trên thánh đàn nhìn lướt qua, bỗng thấy vẫn có người dám xông lên. Người nọ mặc áo xanh, đội mũ rộng vành, đang bước về phía người bị Huyền Long xích đánh bị thương. Gã ta lập tức giận xanh mặt. Kẻ này hoàn toàn không để gã vào mắt. Chó hoang từ đâu chạy tới mà kêu khó nghe thế nhỉ? Người áo xanh hờ hững, lạnh lùng đáp một câu. Đồ hỗn xược, dám mắng ta, chán sống rồi sao? Gã nhân tài kiệt xuất kia lập tức xa sầm mặt, trong mắt phun trào ánh sáng lạnh. Ồn quá đi. Gã ta vừa dứt lời, người áo xanh đã cởi mũ rộng vành xuống, tiện tay ném ra ngoài. Đó là một chiếc mũ rộng vành, nhưng khi nó bay ra lại mang đến cảm giác như một con rồng còn sống. Không. Gã nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao lên tiếng nhục nhã mọi người hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị long uy chôn vùi. Mấy tên nhân tài kiệt xuất chiến giới như vừa tỉnh mộng, muốn ra tay cứu nhưng lại phát hiện rằng đã không kịp. Bùm, người này nổ tung ngay trước mắt bọn họ, chết không có chỗ chôn. Quá nhanh, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Người chán sống rồi hải. Nam tử miệng nhọn và thanh niên áo vàng đồng thời thay đổi sắc mặt, cả đám nổi giận, cùng nhìn về phía người áo xanh đã ra tay. Nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo của người ra tay, bọn họ ai cũng kinh hãi. Người nọ mặc áo xanh, đeo hộp đựng kiếm trên lưng, phong thái hiên ngang, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát ra tiên khí, xuất trần bất nhiễm, ấn ký màu tím giữa đầu mày linh hoạt kỳ ảo như yêu. Là Lâm Nhất. Không chỉ những người trên thánh đàn kinh ngạc, mấy vạn nhân tài kiệt xuất bên dưới cũng lập tức trở nên sôi trào. Là ngươi. Không ngờ tên tiện dân nhà ngươi vẫn dám xuất hiện đấy. Nam tử miệng nhọn, thanh niên áo vàng và những nhân tài kiệt xuất chiến giới khác trên thánh đàn đều biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên. Họ đặt bẫy chết ở đây, còn là loại bẫy chết khá rõ ràng, chỉ cần đối phương dám hiện thân thì ắt sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ban đầu nghĩ đối phương sẽ không xuất hiện một cách công khai như thế, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán. Hắn lại bình tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người như thế. Chuyện này có vẻ rất khó tin, khiến người ta khó mà tin nổi, chẳng lẽ thật sự có người không sợ chết ư? Về phần các nhân tài kiệt xuất ở bên dưới thánh đàn,
Sau khi kinh ngạc, họ lập tức phấn khởi, nhiệt huyết dâng trào. Trong khoảng thời gian qua, Lâm Nhất chém giết nhân tài kiệt xuất của các giới vực, nhận được truyền thừa vô địch, dấy lên ngọn sóng ngút trời tại cao nguyên Hoàng Sa này, rất nhiều người đều muốn được chứng kiến phong thái của hắn. Ai bảo ở con đường thông thiên, tất cả mọi người đều là phong nền ngoại trừ 10 phương chiến giới. Ai bảo bọn họ không có tư cách chiến đấu trong cuộc chiến sau cùng. Ai bảo giới vực cấp thấp đều là sâu kiến chứ, Lâm Nhất không phải, hắn đã chứng minh bản thân, hắn dẫm nhân tài kiệt xuất chiến giới dưới chân, hắn đánh bại Huyền Lôi Song Kiếm, hắn chém giết nhân tài kiệt xuất chiến giới với phong thái vô địch. Hắn làm cho thần thoại ngã xuống, hắn khiến cho cấm kỵ không còn tồn tại, hắn tát mạnh vào mặt cả ba chiến giới lớn. Hắn là con ngựa ô tuyệt thế sinh ra ở hạ giới, hắn là anh hùng trong suy nghĩ của rất nhiều người, kính nể, khâm phục, ngưỡng mộ. Rất nhiều người rưng rưng nước mắt, nét mặt kích động, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Nhất, nhưng họ lo lắng cho Lâm Nhất, sợ hắn sẽ ngã gục, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tởm thật, chắc lũ khốn này đang đợi Lâm Nhất xuất hiện chứ gì. Bọn chúng bố trí sát cục ở đây là để nhằm vào công tử Táng Hoa. Đừng qua đó, hãy giữ chân chúng, ba giới tử chắc chắn sẽ không đánh lại Lâm Nhất đâu. Lũ khốn nạn đó thật quá đáng. Mọi người căm phẫn sục sôi, hốc mắt ướt nhòe, trong lòng dâng lên bất mãn rất lớn. Họ nhìn Lâm Nhất với ánh mắt đầy đồng cảm và không cam lòng, còn có vô cùng hâm mộ. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía đám nhân tài kiệt xuất chiến giới kia. Hắn rất bình tĩnh, hắn giấu sát ý vô tận ở sâu trong mắt mình, không hề để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chút nào. Hắn muốn tàn sát tất cả bọn chúng. Nhưng không thể để sát ý này ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Như vậy sẽ không thể phát huy ra thực lực. Hắn rất bình tĩnh. Hắn biết nơi này có bẫy, thánh đàn và pho tượng đằng sau đều có vẻ quái dị, khiến người ta không thể nhìn thấu. Nhưng hắn rất phẫn nộ. Người này rất hiếu chiến, hắn ta nhìn thấy những thanh niên khác bị sỉ nhục, bị nam tử miệng nhọn chân áp, giam cầm bằng đạo khí thượng cổ, còn quỳ xuống đất. Hắn ta không thể chịu được, muốn ra tay cứu những người này. Nhưng không ngờ người đàn ông áo vàng kia lại dùng huyền long xích khiến bản thân bị thương nặng. Khoảng cách quá xa khiến hắn cảm thấy hơi tuyệt vọng. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Nhất nắm lấy bả vai hắn ta, nhẹ nhàng đẩy hắn ta vào trong đám người phía sau. Cứ nhằm vào ta là được, càn gì phải làm ảnh hưởng đến người vô tội. Lâm Nhất nhìn mấy người vẫn đang quỳ dưới đất do bị nam tử miệng nhọn chân áp giam cầm, nhỏ giọng nói. Chỉ là một lũ kiến mà thôi, bọn chúng chọc giận ta chỉ trừng phạt chúng một chút đã là tốt bụng lắm rồi. Người đàn ông miệng nhọn mang nét mặt cay nghiệt, tay cầm roi lửa, cười hì hì nhìn về phía Lâm Nhất. Đây là một tội phạm, gã ta có báu vật trên người, có thể thay đổi thứ hạng của trận chung kết. Sự xuất hiện của gã ta khiến những người trên thánh đàn đều rất hưng phấn, dù Lâm Nhất có hung hăng đến mức nào bọn họ cũng không sợ, chỉ sợ đối phương trốn tránh như chuột mới phiền phức. Người đàn ông miệng nhọn nhìn về phía Lâm Nhất, gã ta nhếch miệng cười, liếm môi một cái, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Thanh niên áo vàng ở cách đó không xa sáng mắt lên, trong mắt lộ vẻ tham lam. Tốt bụng. Lâm Nhất nhìn người trẻ tuổi bị đánh đến mức người đầy vết thương, quỳ dưới đất liên tục giãy giụa kia. Đúng là rất tốt bụng. Mấy người này sai ở đâu, họ chỉ muốn ra ngoài mà thôi, vậy mà lại bị sỉ nhục hành hạ như thế. Bị người khác ngược đãi như lợn chó, còn nói chuyện rất khinh thường và ầm ĩ, đám người đó luôn ra vẻ cao quý, không quan tâm đến ai. Lâm Nhất, người biết tội hay chưa? Đúng lúc này, trên thánh đàn có người hét lên, đây là một cường giả của chiến giới thần U. Hắn ta mặc chiến giáp màu đen, giữa chân mày có hoa văn thẳng đứng, sâu trong mắt là ngọn lửa hừng hực cháy bỏng, trong cơ thể có sát khí lạnh như băng phát ra. Lâm Mỗ có tội gì? Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn lạnh lùng nói. Ngươi là một con kiên thấp hèn lại nắm giữ bảo cốt chân long, đây vốn đã là tội. Ngươi làm Huyền Lôi Song Kiếm bị thương, đây là tội lớn. Ngươi giết chết 8 người của chiến giới thần U ta, đây là tội ác tày trời. Ngươi là ác quỷ, tội nghiệp sâu nặng, cường giả của thần U chiến giới lạnh lùng quát lên từng chữ, đồng thời chiến giáp của hắn ta cũng đang phát sáng. Hôm nay, đừng ai trong các người hòng rời đi. Lâm Nhất ngẩng đầu nói, một mình hắn tiến về phía trước, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất anh tuấn,
trông còn khá trẻ, nhưng mỗi bước chân lại có uy thế đáng sợ, khiến người ta thầm thấy run rẩy. Đây là một thiếu niên siêu phàm. Người nghĩ mình là ai, người dám xuất hiện thì chỉ có một con đường chết mà thôi, còn dám uy hiếp chúng ta ư? Nam tử miệng nhọn nhíu mày, nét mặt dữ tợn, gã ta nở nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng quát, giết hắn. Vụt. Lúc này ba thiên tài của chiến giới phá không xông tới, lần lượt ra tay nhằm vào Lâm Nhất. Ba người này rất mạnh, lần lượt đến từ chiến giới thần U, Thiên Càn và Huyền Long, mỗi người đều sử dụng thủ đoạn, bộc phát ra khí thế động trời. Bọn họ như ba ngôi sao chổi màu sắc khác nhau, kéo theo sát khí vô biên, làm rung động hư không. Nhưng lúc này chợt có tình huống bất ngờ xảy ra, một ánh sáng màu vàng chứa đựng khí thế thần thánh phóng lên cao, đây là quyền mang do thiếu niên áo xanh kia đánh ra. Lòng bàn tay hắn có cổ ấn thần dương nở rộ, trong khe hở nắm đấm có hư ảnh kim ô bắn ra, đây là ánh sáng tựa như mặt trời, còn rực rỡ hơn cả tia chớp. Ba sao chổi đồng thời rơi xuống, sắc mặt của thiên tài chiến giới ở trong ánh sáng sao chổi đồng loạt thay đổi. Bọn họ phát ra tiếng hét thảm thiết, muốn ngăn cản quyền mang này, nhưng tất cả đều vô dụng, dưới ánh nhìn của mọi người, ba thiên tài chiến giới này đều bị đánh tan thành cho bụi. Nhật Diệu thần quyền đúng là đáng sợ. Uy lực của nó đã hơn hẳn trước đây, bộc phát ra ánh sáng hơn cả tạo hóa trong tay Lâm Nhất, đánh chết ba thiên tài chiến giới chỉ bằng một quyền. Vụt. Kim quang trên người Lâm Nhất lóe lên, hắn lao về phía thánh đàn, đứng trên không trung, sợi tóc, quần áo, khóe mắt đều có thánh huy màu vàng bao phủ, ánh mắt hắn trong suốt, sâu thẳm, có phong mang vô tận bộc phát. Khí thế này khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Vụt. Nam tử miệng nhọn của chiến giới Thiên Càn ra tay, sử dụng roi lửa, một màu đỏ càn quét hư không, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Cây roi rất không tầm thường, đến từ thượng cổ, có thần văn lạc ấn không hoàn chỉnh. Nếu không vì cảnh giới của người này bị giới hạn thì uy lực còn đáng sợ hơn, có thể tung hoành không chút kiêng dè trên con đường thông thiên. Nhưng dù thế, roi lửa này vẫn rất đáng sợ, đối đầu với người bên ngoài mười phương chiến giới có thể nói là tồn tại như vô địch. Nam tử miệng nhọn chưa từng thua bao giờ, sắc mặt hắn ta hung ác, ánh mắt hiểm độc, vô cùng dữ tợn. Cũng trong lúc đó, người đàn ông áo vàng của chiến giới Huyền Long cũng ra tay, rồng gào thét, huyền quang cuộn trào, một sợi xích nặng đánh vỡ hư không, lao về phía Lâm Nhất như một ngọn núi. Huyền Long xích. Dưới thánh đàn có người hô to. Đây cũng là một món báu vật, tuy là hàng nhái, nhưng uy lực hoàn toàn không phân cao thấp với roi lửa kia. Ngày thường bọn họ đều dựa vào hai sát khí này để giữ cửa, không biết đã giết chết bao nhiêu thiên tài hạ giới. Đây là hung khí hàng thật giá thật, nó dính máu tươi của rất nhiều sinh mạng, có ý chí giết chóc đáng sợ quanh quẩn ở bên trong. Những thiên tài chiến giới còn lại cũng ra tay vào lúc này, những thiên tài của giới vực cấp cao phụ thuộc vào chiến giới thì rất sợ hãi, nhưng sau khi lùi lại vẫn sử dụng kiếm khí và đao quang triển khai thuật tấn công, ánh mắt cũng rất hung ác và cay nghiệt. Lâm Nhất sử dụng thánh giáp thương long, long văn tím vàng nở rộ, thánh huy vô tận dâng lên. Hắn đứng im trong hư không như một con thương long, chiếu sáng bầu trời, chặn lại đòn tấn công tàn nhẫn của roi lửa. Cùng lúc đó, hắn siết chặt năm ngón tay, đánh ra Nhật Diệu thần quyền. Giữa các kẽ ngón tay của hắn có những tia kim quang bắn ra, kéo theo kim ô tung hoành, khiến ánh sáng của mặt trời bao phủ khắp hư không, ngăn cản Huyền Long xích đang đánh tới. Giết! Đại chiến kinh khủng bắt đầu, cả đám người vây giết Lâm Nhất, nhưng hắn lại tựa như một sát thần, không hề sợ hãi. Hắn đối đầu trực diện với hai sát khí, đồng thời còn phải chú ý đến những người khác, dũng mãnh như thần, oai phong triển lộ. Bịch, bịch, bịch. Đồng thời, hắn còn sử dụng kim ô cửu biến, trong lúc di chuyển thì thi triển cả đạn chỉ thần kiếm. Máu tươi của thiên tài chiến giới nhuộm đó bầu trời, vô số cơn mưa máu ầm ầm rơi xuống. Các thiên tài ở dưới thánh đàn nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rưng rưng nước mắt, huyết mạch sôi trào. Bọn họ quá uất ức vì bị thiên tài chiến giới sỉ nhục, bây giờ thấy Lâm Nhất thể hiện thần uy, áp đảo đối thủ, bọn họ cảm thấy nhiệt huyết trong lồng ngực cũng lập tức sôi trào. Đạo khí thượng cổ và huyết long xích đều không có tác dụng ư. Một vài cao thủ đứng đầu trong mấy chục thiên tài phía sau đều trợn mắt há mồm, tỏ vẻ khó tin. Hai sát khí kia đã trấn áp rất nhiều người,
nhưng Lâm Nhất này lại không hề sợ hãi chút nào, vẫn đại sát tứ phương ở đó. Đại Nhật Huyền Không, Duy Ngã Độc Tôn. Trong cơ thể Lâm Nhất có kim quang cuồn cuộn tản ra, hắn như mặt trời lơ lửng trong không trung, trong mắt tràn đầy phong mang, mái tóc dài tung bay, có khí thế đáng sợ như chỉ ta đứng đầu. Ầm. Hắn đánh ra một quyền, lại đánh bay Huyền Long Xích một lần nữa, Huyền Long Xích xuất hiện vết nứt. Thanh niên áo vàng kia phun máu bay ra xa, liên tục lùi về sau trên thánh đàn. Trong mắt hắn ta lộ vẻ hoảng sợ, sao có thể, đây chính là Huyền Long Xích có thể nói là vô địch đấy. Giác. Lâm Nhất lại ra một trường, đánh lên roi lửa đang bay tới, ngọn lửa trên đạo binh thượng cổ này lập tức rơi xuống như hoa tuyết. Rất nhiều thiên tài xuất chúng phía xa đều tỏ vẻ kinh ngạc, chuyện này thật sự quá khó tin. Tuy đã nghe đồn từ lâu rằng Lâm Nhất đối đầu với thiên tài chiến giới vẫn có phong thái vô địch, nhưng không ai ngờ rằng hắn sẽ mạnh đến mức này. Ngay cả hai món sát khí cũng không thể làm gì hắn, thiếu niên đứng ở nơi sâu trong chiến trường, ánh sáng rực rỡ, tóc xanh như suối tung bay, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và sâu thẳm, uy thế rung trời, khí thế tận mây. Một mình hắn áp đảo toàn bộ, dám tranh đấu với chiến giới, khí thế bá đạo xưng bá thiên hạ. Điều này khiến mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy hào hứng. Ong! Huyền Long Xích lại bị đánh bay, nó phát ra âm thanh, dường như long hồn bên trong cũng cảm thấy sợ hãi. Phụt! Những người khác trên chiến trường bị dư âm làm ảnh hưởng nên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Chết đi! Lâm Nhất bắt lấy một người, duỗi tay đánh tới, móng vuốt thương long như sắp đánh tan nửa người đối phương. Máu rơi như mưa, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Gào. Trong thiên địa có kim quang xuất hiện, tiếng rồng gầm vang lên, sấm chớp giận dữ thét gào, Lâm Nhất ngang ngược lộng hành, cả quá trình đều vô cùng dễ dàng. Hắn biến thành lưu quang, ra tay chèn ép hạ nhân của chiến giới thiên càn như một tên ma vương. Tầm mắt cố định ở chỗ nam tử miệng nhọn kia như một thanh kiếm sắc bén. Giết! Trong mắt Lâm Nhất lại có sát khí dâng trào, hắn có ấn tượng rất sâu sắc với người này, đối phương miệng nhọn cay nghiệt, trước đó còn không chút sợ hãi, cười hì hì nhìn hắn. Ngăn, ngăn hắn lại, nam tử miệng nhọn sợ hãi hét lên, vô cùng kinh khủng, lúc này gã ta thật sự thấy sợ rồi. Đây là một thiên tài siêu phàm tuyệt thế. Nam tử miệng nhọn vung roi lửa muốn bao vây lấy Lâm Nhất, nhưng thánh giáp thương long trên người Lâm Nhất có long văn tím vàng gia trì, hoàn toàn không cho phép roi đến gần, long uy gầm thét, tử quang như sấm thẳng thừng đánh bay roi lửa. Lăn tới đấy. Trong biển máu và xác chất như núi, mái tóc Lâm Nhất tung bay, hắn quay đầu lại hét lên, lập tức bắt lấy gã ta. Đừng, đừng giết ta, ta là thiên tài chiến giới, giữ mạng ta lại, ta có tác dụng. Trong mắt nam tử miệng nhọn tràn đầy sự sợ hãi, gã ta giãy giụa cầu xin, gã ta không muốn chết. Xoẹt. Lâm Nhất chắp hai ngón tay, tựa như bảo kiếm tuyệt thế chứa đựng phong mang vô tận, lóe lên hàn mang lạnh lẽo, xoẹt ngang qua cổ gã ta. Kiếm quang chói mắt và sắc bén kèm theo máu tươi bắn ra trong hư không, đầu của nam tử miệng nhọn có máu tươi liên tục chảy ra, bắn khắp nơi trong không trung. Ầm. Lâm Nhất nhẹ nhàng vung MU bàn tay, đánh ra kình khí từ xa, cái đầu lập tức nổ tung dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Không! Những người còn sống của ba chiến giới phát ra tiếng hét sợ hãi, bọn họ nhìn về phía Lâm Nhất, cơ thể liên tục run rẩy, đây rõ ràng là một tên ma quỷ. Từ trước đến giờ luôn là chiến giới của bọn họ ngược đãi người ngoài, chưa từng phải chật vật, bị người ta tàn sát như lợn như chó giống lúc này. Lâm Nhất im lặng. Mái tóc đang tung bay phát ra ánh sáng, phấp phới bên tai hắn. Chín mặt trời nở rộ sau lưng hắn, hắn bước đi trên thánh đàn, thánh giáp thương long phát sáng, cổ ấn thần dương trong tay chưa từng tối đi, những cú đấm vô tình bay ra tựa như mặt trời. Khắp nơi trên thánh đàn đều là máu tươi và thi thể, thiên tài của chiến giới thần U, thiên càn, huyền long lần lượt bị mặt trời làm nổ tung, tình trạng rất thê thảm. Kim quang dao động, biển máu sôi trào. Đây là ánh sáng của mặt trời đến từ hành động chém giết của Lâm Nhất, hắn đã nổi giận từ lâu, hắn đang tàn sát, không ai có thể ngăn cản hắn được. Lâm Nhất đứng im lặng trên thánh đàn, khắp nơi đều là thi thể chảy máu, nhìn một vòng, không một ai sống sót. Tất cả mọi người đều đã chết,
máu tươi như suối liên tục chảy xuống từ bên trên. Mấy chục thiên tài dưới thánh đàn đều trợn tròn mắt, sợ đến mức run rẩy, ngay cả linh hồn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, đây là phong thái đáng sợ đến mức nào. Thiên địa yên tĩnh không một tiếng động. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất vô địch. Nhưng chợt có người giật mình tỉnh lại, hét to lên, trong mắt bọn họ rưng rưng nước mắt, nhiệt huyết sôi trào, liên tục hô to. Giết hay lắm. Khu vực cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn sôi trào, toàn bộ thiên địa đều là những tiếng hoan hô. Lâm Nhất trên thánh đàn nhìn về phía trước, trên tượng voi thánh cách đó mấy trăm trượng có khí thế kinh khủng dao động. Trên chiến giới vẫn còn cao thủ đang bày ra thủ đoạn đáng sợ, bọn họ đang chuẩn bị một tình thế nhất định phải giết chết Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất không sợ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có ánh sáng sắc bén, lạnh lùng quát, lũ kiến của chiến giới, xuống đây tìm đường chết đi. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, thật sự cáu ngông cuồng. Sát khí của hắn còn chưa hết, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Đây là đang tuyên chiến với ba chiến giới, lời nói của hắn như sấm chớp vang vọng trong thiên địa, to lớn vang dội, khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết. Lũ kiến của chiến giới, xuống đây tìm đường chết đi. Máu tươi được tia chớp chiếu rọi trông rất lạnh lẽo, hàn mang sâu kín như khóc rên, đây là ba chiến giới đang kêu gào. Đây là cái giá bọn họ phải trả. Cao nguyên Hoàng Sa ngày càng có nhiều thiên tài các giới chạy tới từ khắp nơi, trận đại chiến khi nãy quá chấn động. Bọn họ đứng từ xa đã thấy phong thái vô địch tàn sát tứ phương của Lâm Nhất trong huyết quang đầy trời, đây là một người không tầm thường chút nào. Hắn đang khiêu chiến với thiên tài khinh thường hạ giới, hắn đang tàn sát những thiên tài chiến giới đã từng sỉ nhục bọn họ. Hắn có chiến công hiển hách, tàn sát tứ phương. Nhưng thiên địa dần trở nên yên tĩnh. Có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ vẻ rất căng thẳng. Bọn họ cũng giống như Lâm Nhất, đều cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ trên tượng voi thánh cao đến mấy trăm trượng kia. Nơi đó có cao thủ chiến giới chấn giữ, bọn họ đang tính toán điều gì đó, đang chuẩn bị một kế hoạch giết người tối cao. Dù đầy tớ bên dưới chết trong tay Lâm Nhất, bọn họ cũng không hề hành động bừa bãi, làm loạn kế hoạch của chiến giới. Sẵn sàng trả giá để bày ra kế hoạch như thế, có thể tưởng tượng được kế hoạch giết người này đáng sợ đến mức nào. Đây là kế hoạch nhất định phải giết chết, là kế hoạch mà bà giới tử bày ra cho Lâm Nhất, đánh cược rằng hắn nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ chết. Đồ thấp hèn xuất thân từ hạ giới. Trên đầu của tượng voi thánh cao vút trong mây có người nói nhỏ, trong mắt chứa đựng hàn quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Nhất trên thánh đàn bên dưới. Hắn quá mạnh. Ba giới tử lên kế hoạch giết chết hắn ở nơi này, đã sớm nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại ngông cuồng đến thế. Hắn giết chóc một cách đáng sợ, bây giờ dù có xử lý hắn cũng không thể đền bù được tổn thất mà thảm kịch này mang đến. Lâm Nhất trên thánh đàn mặc đồ xanh, ánh mắt sâu thẳm. Hắn rất trẻ tuổi, trông chỉ là một thiếu niên, thực tế thì hắn cũng chỉ mới 19. Hắn còn trẻ, nhưng lại có sự bá đạo có 102. Muốn trốn đến khi nào? Chẳng lẽ cho rằng ta không phát hiện ra các ngươi à? Dù là kiến cũng đâu nhất thiết phải cầu thả như thế chứ, quần hùng của chiến giới sợ chết đến thế sao? Lâm Nhất nhìn về phía đầu của tượng voi thánh, giọng nói của hắn đinh tai nhức óc tựa như trống trận. Nghe thấy giọng nói của hắn, mọi người cảm thấy máu huyết lại cuồn cuộn, rung động không thôi. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết thôi. Có một giọng nói vang lên từ trên đầu tượng voi thánh, lần này bọn họ không nói nhỏ, sát khí lạnh lẽo cũng dâng lên, khuấy động sóng gió. Ầm ầm. Thiên địa chợt biến sắc, tầng mây lăn lộn, trên đầu tượng voi thánh kia thoáng chốc có mười mấy bóng người xuất hiện. Mỗi người đều tản ra khí thế cuồn cuộn, bọn họ đứng ở đó như đưa tay là có thể chạm đến tầng mây. Bọn họ đứng trên đầu tượng voi thánh, ánh sáng trên người lúc sáng lúc tối, nét mặt lạnh lùng và tuyệt tình. Chiến tướng. Không ngờ chiến tướng của ba chiến giới đều ở đây. Đây là thủ đoạn của các giới tử sao? Những người tập trung trên cao nguyên Hoàng Sa đều hít sâu, ai nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ. Trong chiến giới, chiến tướng là cao thủ chỉ đứng sau giới tử, bọn họ có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ là yêu nghiệt được chọn lựa tỉ mỉ trong những tôi tớ ở chiến giới, chọn một người trong hàng triệu người.
dùng để làm cánh tay đắc lực của giới tử, cùng bọn họ chinh chiến cả đời. Mỗi giới tử đều có 4 chiến tướng, thậm chí các chiến tướng còn có thể có hạ nhân, tài nguyên của thủ lĩnh chiến tướng sẽ không thua kém giới tử quá nhiều. Trong cơ thể của những thủ lĩnh chiến tướng kia cũng trồng xuống linh văn thánh phẩm thứ cấp, nền tảng rất vững chắc. Bọn họ khá đáng sợ, có thể dựa vào thực lực của bản thân để hoành hành trên con đường thông thiên, ngoài 10 phương chiến giới thì không ai có thể chống lại, không ai dám gây chuyện với bọn họ. Một vài lúc, thậm chí bọn họ còn có thể ra mặt thay cho giới tử, tượng trưng cho ý của giới tử. Trước mắt, chiến tướng của 3 chiến giới Thần U, Thiên Càn và Huyền Lang đều đã có mặt. Không chỉ có thể 3 thủ lĩnh chiến tướng còn đang ngồi xếp bằng, trong tay mỗi người cầm một sát khí. Chiến trận này quá đáng sợ, chỉ uy thế đã khiến thiên địa biến sắc, trở nên tối tăm. Có hơi thở cực kỳ kiềm chế rơi xuống từ đầu của tượng voi thánh, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, đám người ở trên đầu tượng đáng sợ tựa như thần linh vậy, tràn đầy uy nghiêm và ủy dị, lộ ra hơi thở nguy hiểm vô tận. Chết đến nơi rồi còn chưa biết, đúng là đáng thương. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Thần U mặc áo trắng, cầm một bia đá màu tím, trên bia đá có in linh văn cổ xưa, tản ra huyền quang lạnh lẽo. 3 giới tử muốn lấy mạng ngươi, không ai có thể ngăn cản, trên con đường thông thiên này không ai cứu được ngươi đâu, thần tiên có đến cũng vô dụng. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Huyền Long là một thanh niên áo đen, sắc mặt gã lạnh lùng, tay cầm chiến kỳ màu máu, lá cờ có màu rực rỡ như máu tươi, phát ra tiếng phần phật. Trong lúc lá cờ lay động, không gian cũng hơi rung động, tràn ngập năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất kinh khủng. Nhưng hôm nay ta vẫn chưa muốn chết, Lâm Nhất cười khẩy, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Ngươi không hề biết 3 giới tử đáng sợ đến mức nào, chỉ khí vật mà họ ban cho cũng có thể giết chết ngươi một cách dễ dàng rồi. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Thiên Càn lên tiếng, trước mặt gã ta có một ngọn lửa lơ lửng, trong ngọn lửa có một cái móng vuốt chỉ có xương đang động đấy, trông cực kỳ quái lạ. Bia đá, chiến kỳ, cốt chảo. Đây là 3 món sát khí đáng sợ, còn kinh khủng hơn hàng nhái Huyền Long xích trước đó, khiến lòng người hoảng hốt, không dám nhìn thẳng. Đột nhiên có người kinh ngạc hét lên, đây là báu vật mà 3 giới tử từng tự mình sử dụng, vì để trấn áp Lâm Nhất mà bọn họ ban cho những chiến tướng này. Chuyện này thật sự quá khó tin, các giới tử rất coi trọng Lâm Nhất này. Đám giới tử này đúng là quan tâm hắn quá. Trong mắt Lâm Nhất có phong mang lóe lên, hắn lạnh lùng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cho người đợi biết 3 giới tử cũng chỉ là một đám tép siêu mà thôi. Còn hôm nay, đừng ai trong các ngươi muốn rời đi. Láo xược, tên thấp hèn như ngươi mà xứng tranh đấu với giới tử sao? Có người nổi giận, lửa giận ngút trời, sát khí trong mắt cũng nóng rực như lửa. Giới tử là thần thánh trong lòng bọn họ, không thể để ai sỉ nhục cả. Những người khác cũng đều trợn mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lóe lên sát khí vô cùng đáng sợ. Giới tử của 10 phương chiến giới, dù là người nào cũng đều khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, thiên tài chí tôn không thể chiến thắng. Bọn họ vừa sinh ra đã không tầm thường, được định sẵn sẽ trở nên nổi bật ở con đường thông thiên, bảng xếp hạng trận chung kết chỉ tổ chức trong nội bộ bọn họ, những người khác cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Trên con đường thông thiên này, giới tử chính là tượng trưng của vô địch. Ngoài những giới tử khác, bất cứ ai cũng sẽ trở nên mờ nhạt trước bọn họ. Giới tử là không thể vượt qua, bọn họ là tượng trưng của thiên tài vô song. Nhưng Lâm Nhất lại khác, hắn không sợ hãi chút nào, dáng vẻ ngông cuồng và ngỗ ngược kia khiến rất nhiều chiến tướng nổi giận. Chỉ là một tên thấp hèn xuất thân từ hạ giới cũng dám so sánh với giới tử, trong đầu ngươi chứa thứ gì vậy? Trên đầu tượng voi thánh có người cất giọng khinh thường, cười khẩy châm chọc. Không cần, giới tử có lệnh, tốt nhất nên bắt sống người này, để hắn phải chịu sự hành hạ vô tận. Phải để hắn quỳ xuống trước tường thành tứ tượng, biết được lỗi lầm bản thân đã mắc phải, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Niếp Thiên là thủ lĩnh chiến tướng của thần U ung dung nói, nét mặt vô cùng hờ hững. Giống như Lâm Nhất chỉ là một con chó nhỏ. Có thể chèn ép bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu nói là có thể quyết định sinh tử của hắn. Theo sắp xếp ban đầu, ra tay đi. Thanh niên áo đen của chiến giới Huyền Long bình thản nói. Phong ấn thiên địa, trấn áp tên xấu xa này.
thanh niên cao lớn của chiến giới thiên càn lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Chín thiên tướng còn lại tách nhau ra từ trên đầu tượng voi thánh, bọn họ xòe tay, trong lòng bàn tay mỗi người đều có một viên minh châu, trong minh châu có thú hồn lạnh lùng phát ra tiếng gào thét. Vụt. Trong nháy mắt, một linh trận cổ xưa rơi xuống từ trên trời, bao phủ lấy không gian này. Trong minh châu sáng chói có rất nhiều thú hồn kinh khủng bay ra, quanh quẩn trong thiên địa, không ngừng gào thét với Lâm Nhất. Thiên địa này đã bị bao vây, có áp lực cuồn cuộn vô tận chồng chất rơi xuống chỗ Lâm Nhất. Thú hồn châu, trận thái cổ phong yêu. Mọi người tỏ vẻ sợ hãi, thì ra đây chính là thế cục giết người mà ba giới tử bày ra. Đây là trận pháp cao thủ thượng cổ dùng để săn thú giữ man hoang, bị kẹt ở bên trong thực lực sẽ bị giới hạn rất nhiều, nếu khí huyết yếu một chút, thậm chí còn không thể nào đứng vững. Thứ này vốn cần có cảnh giới rất cao mới sử dụng được, nhưng bây giờ có thể mượn 9 viên thú hồn châu để tái hiện lại linh trận như thế. Tuy không thể sánh bằng với trận thái cổ phong yêu chân chính, nhưng vẫn dư sức đối phó với yêu nghiệt cảnh giới thiên phách, thậm chí còn có thể nói là dùng không đúng chỗ. Nền tảng của chiến giới khiến người ta thấy tuyệt vọng. Chẳng trách mấy người nãy mãi không xuất hiện, thì ra là vì kế hoạch này, đây là một thế cục giết người. Oanh! Chuyện khiến người khác càng tuyệt vọng hơn xảy ra, ba thủ lĩnh chiến tướng cầm báu vật trong tay chậm rãi bay xuống từ trên đầu tượng voi thánh. Bọn họ cầm sát khí trong tay, không hề sợ hãi trận phong yêu này, sắc mặt ai nấy đều rất dữ tợn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Những tia sáng chói mắt chiếu sáng đáy trời. Hung khí trong tay mỗi người phát ra ánh sáng kỳ lạ, hàn mang chớp lóe, tản ra ý chí giết chóc dữ dội, khiến hư không cũng bắt đầu run rẩy. Nét mặt Lâm Nhất thay đổi, chẳng trách ba giới tử dám yên tâm phong tỏa đường lui, cố ý để hắn xông đến đây. Đây chính là một thế cục chắc chắn sẽ chết, ít nhất trước khi chưa nắm giữ được kiến thức sơ bộ của võ học thánh linh, Lâm Nhất có khả năng rất lớn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhưng bây giờ rốt cuộc là ai sẽ chết còn chưa nói chắc được. Lâm Nhất cười khẩy, cánh tay để dưới tay áo bào của hắn có quyền mang màu vàng lóe sáng như ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt. Kim quang lóe lên, trong quyền mang dao động còn có kim ô lượn lờ như thật sự là một ánh mặt trời, xuyên thủng hư không, nghênh đón cổ mâu bắn ra từ trong bia cổ kia. Ấy! Không đúng! Lâm Nhất nhíu mày, nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, có hơi thở đáng sợ hồi phục trong bia cổ. Hư ảnh hào hùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như chiến thần thượng cổ bay ra từ trong bia cổ. Người đó giơ tay cầm lấy trường mâu cổ xưa, trong nháy mắt như vừa sống lại. Ánh sáng màu tím chói mắt đâm thủng hư không. Trường mâu biến thành một đạo khí thượng cổ sống động, thể hiện phong thái vô biên. Không chỉ có thế, thứ này còn khác với đạo khí thượng cổ nam tử miệng nhọn sử dụng trước kia, đạo khí này do tàn hồn trong bia cổ điều khiển, thể hiện toàn bộ uy lực còn sót lại trong đạo khí thượng cổ, uy lực mà nam tử miệng nhọn sử dụng hoàn toàn không thể sánh bằng. Lực chiến như bão táp. Điều này thật sự khiến người ta thấy ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người rung động, trợn to mắt. Rắc. Một âm thanh giòn giã vang lên, trường mâu thế như trẻ tre, xuyên thủng quyền mang như mặt trời của Lâm Nhất. Lúc này thiên địa cũng bắt đầu rung động dữ dội, có vô số ngọn lửa màu vàng bắn ra từ trong quyền mang. Phong mang của trường mâu rất chói mắt, chiếu sáng thiên địa. Tựa như tất cả ánh sáng trên thế gian đều trở nên tối tăm vào lúc này. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, đây chắc chắn là một bảo vật, khi còn sống tàn hồn bị phong ấn trong bia cổ kia chắc chắn rất mạnh, khiến hắn có cảm giác kiêng dè và nguy hiểm. Vụt! Hai tay của kim sĩ thần nhân sau lưng Lâm Nhất biến thành hình chữ thập, một màn sáng màu vàng xuất hiện, kim ô dao động, chân nguyên hộ thể. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi. Đây là lần đầu Lâm Nhất phòng thủ nghiêm túc như thế, điều này chứng tỏ lai lịch của bia cổ kia rất không tầm thường. Điều này quá đáng sợ. Thì ra là thế, đây là bia cổ thần U, trong đó phong ấn rất nhiều thần hồn thượng cổ, giới tử thần U từng dùng bia cổ này xông vào một cấm khu sinh mệnh, sau đó sống sót trở ra. Đây là sát khí hàng thật giá thật. Có người theo dõi trận chiến bên dưới nói ra lai lịch của bia cổ, dẫn tới những tiếng hô kinh ngạc. Tấm bia cổ mà ngay cả tàn hồn thượng cổ cũng có thể phong ấn cho phép giới tử thần U ra vào cấm khu sinh mệnh một cách dễ dàng, lai lịch của tấm bia cổ này quá lớn. Rầm rầm. Kim quang phun trào,
khi cây trường mâu được tàn hồn hỗ trợ kia đâm về phía Lâm Nhất, bức màn sáng trước người Lâm Nhất có một con kim ô bay ra, rồi lần lượt đến những con khác, nối đuôi không dứt. Chúng bay lượn trên bầu trời, kim ô niết bàn tạo hóa biến thành từng vầng mặt trời chiếu sáng bốn phương tám hướng. Đại Nhật sinh kim ô. Lâm Nhất dùng võ học trên tạo hóa thi triển Nhật Diệu thần quyền đến cực hạn, chặn lại cây trường mâu này rồi đẩy nó ra xa. Răng rắc. Vào lúc này, thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Huyền Long ra tay, chiến kỳ trong tay hắn ta vung vẩy, từng ngọn lửa rơi ra, chồng chất lên nhau cháy hừng hực, tạo thành một biển lửa trên bầu trời. Tim mọi người đập loạn, vẻ mặt kinh hãi lại không kìm được thay đổi. Đây là bí bảo mà giới tử Huyền Long sử dụng, đây là dáng dấp hồi thiếu niên của tổ tiên chiến giới Huyền Long, đây không phải tàn hồn, đây là anh linh. Đây là anh linh của một vị thiếu niên chí tôn, đây là vị chí tôn quật khởi trong đại thế côn luân của chiến giới Huyền Long năm xưa. Rất nhiều người ở đây đều giật nảy mình, mỗi chiến giới đều có cao thủ chí tôn, thậm chí không chỉ từng xuất hiện một vị chí tôn. Mà chí tôn mang ý nghĩa vô địch, hoành hành không sợ trời đất tại một thời đại nào đó. Dù chỉ là anh linh thời niên thiếu, đây cũng là một sự tồn tại vô địch. Đáng sợ. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, gốc gác của những chiến giới này thật đáng kinh ngạc. Thiếu niên giáp rồng cầm chiến kỳ trong tay, bùng nổ uy áp vô địch làm chấn động cả bầu trời, hắn lao tới gần nhanh như chớp, khuấy lên bão táp mù trời. Cũng may, chỉ là anh linh thời niên thiếu thôi, ngày xưa ngươi vô địch thì không có nghĩa là bây giờ cũng vô địch. Rầm rầm. Ngón tay Lâm Nhất biến ảo, những vầng mặt trời do kim ô biến thành trên trời kia lại sống lại thành kim ô, không ngừng bay lượn xung quanh hắn. Cuối cùng, bóng dáng mấy nghìn con kim ô không ngừng phun trào như bão tố, bị hắn đánh bay đi bằng một quyền. Đây là Nhật Diệu thần quyền, chiêu thức còn mạnh hơn cả Cửu Dương Diệu Thế, ánh sáng đại nhật. Muôn đời bất diệt. Đòn tấn công đỉnh cao của thiếu niên chí tôn chiến giới Huyền Long bị hắn đỡ lại, thậm chí mấy nghìn con kim ô kia còn khiến cho biển lửa xoay chuyển thật nhanh. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều chiến tướng đều không thể không thay đổi sắc mặt. Cầm long chảo toái. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Thiên Càn ra tay, quả cầu lửa trước mặt hắn ta nổ tung, những cái vuốt xương lúc nhúc điên cuồng bành trướng. Trong tích tắc, nó đã biến thành một móng vuốt chim khổng lồ của hung cầm thái cổ. Nó chỉ có một cái móng vuốt nhưng lại không gì cản nổi, xé rách hư không, xé cho một con kim ô bay xung quanh Lâm Nhất thành nhiều mảnh nhỏ. Quá bá đạo! Không thể tưởng tượng nổi, đây là vuốt chim của hung cầm từ đâu đến thế, đúng là khắc tinh của Lâm Nhất. Kim ô lần lượt bị tiêu diệt, chẳng có chút sức chống trả nào. Sau đó hai người khác thừa cơ hội tấn công. Dùng bia cổ và chiến kỳ tiếp tục trấn áp. Dị tượng vô biên ùn ùn kéo đến, bóng dáng Lâm Nhất trên thánh đàn trông có vẻ hơi nhỏ bé. Các giới tử đều sử dụng bí bảo của mình, đều do trưởng bối trong gia tộc tặng cho. Quá đáng sợ, Lâm Nhất gặp nguy hiểm rồi. Ánh sáng kinh khủng chôn vùi cả Lâm Nhất, mọi người không nhìn thấy rõ bóng dáng của hắn, thế nên ai cũng lo lắng. Mọi người nơm nớp lo sợ, cổ họng khô khốc. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Keng. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe thấy một âm thanh rất lớn, đó là tiếng kiếm reo kinh thiên động địa, chấn động tứ phương. Ngay sau đó, trên thánh đàn bắn ra vô số tia kiếm quang, đồng thời trên trời cũng phóng thích kiếm ý mạnh mẽ. Bù, bù. Tiếng kiếm nặng nề vang vọng bên tai mỗi người như thể tiếng chuông cổ, khiến người ta đinh tai nhức óc. Đây là kiếm ý thông thiên gần đạt tới đại thành. Nó được Lâm Nhất thi triển lần đầu trong trận chiến này, ngay tức khắc bộc phát thần uy vô biên. Lâm Nhất đang giận dữ hét lên, bỗng có một bóng người hộc máu, văng ra khỏi dị tượng kia. Là thanh niên áo trắng của chiến giới thần U, hắn ta cầm bia cổ, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt lạ thường. Hắn ta trông rất thảm hại, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống thánh đàn, không thể giữ nổi tấm bia cổ trong tay. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, điều này quá khó tin. Thủ lĩnh chiến tướng cầm vũ khí sát thương được các giới tử từng sử dụng mà vẫn không thể chiếm được ưu thế áp đảo. Kiếm ý thông thiên, vẻ thù hằn chợt lóe qua trong mắt thanh niên áo trắng, hắn ta chủ động phun máu còn sót trong miệng ra ngoài, lướt người đi, cầm tấm bia cổ tiếp tục gia nhập trận chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.